Rồi, hello mấy fan. Bữa nay mình sẽ review cái clip ngắn đi đăng kiểm xe cuối năm. Thì mình đăng kiểm trạm này là trạm 7205D ở khu nghiệp Mỹ Xuân nha, Vũng Tàu. Bữa nay mình review cái trung tâm đăng kiểm 7205D nha. Thì ở đây mình chạy vô từ cổng bảo vệ là mình đổ xe ở bãi đổ xe. Xong rồi mình vô mình đăng ký hồ sơ này kia xong chờ kêu tên mình mới được ship xe vô hàng, chứ không có giống như Rồi sau khi mình vô bên đây mình trên nộp hồ sơ xong 6006D thì mình đóng mà tiền đăng chạy vô kiểm, ship hàng luôn rồi mới đi rồi đăng ngồi ký hồ chờ kêu sơ. tên nha, kêu tên kêu bảng số xe thì mình quay ra cái hàng ship hàng để mình chạy vô đúng cái lane của mình. Rồi sau khi mình được đọc tên thì vô ship hàng để mà Rồi đây là chạy vô trạm đăng khu kiểm kiểm tra cái tải. 7205D nha, chỗ khu công nghiệp Người Mỹ Xuân đó, mình ta chạy vô kêu cổng mình khu công làng nghiệp máy quẹo thì phải cái là mình tới. chạy vô làng Thì máy nha. ở đây Lên 1, lên hiện 2 tại họ gì đó. khám rất là rắc nha. Cho nên là mấy anh em đi khám mà chuẩn bị kiểm tra kỹ hết các thành phần bộ phận đi rồi hãy đi ha.